Buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid sáng ngày hôm nay ngày 4 tháng 8 bao gồm những nội dung như sau. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết á, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, để khi có video mới thì chúng mình sẽ thông báo trực tiếp ngay vào điện thoại của các bạn. Và thông tin đầu tiên chính là số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện ở Bến Tre. Thì tính đến hết ngày hôm qua, ngày 3 tháng 8 thì ghi nhận là tại bệnh viện Lao và bệnh viện Phổi á, là 62 trường hợp, chưa có triệu chứng là 15 trường hợp và có triệu chứng là 47 trường hợp, trong đó chuyển nặng là 3 trường hợp. Còn tại bệnh viện Y học cổ truyền là 245 trường hợp, chưa có triệu chứng là 12 trường hợp, còn có triệu chứng là 211 trường hợp và chuyển nặng là 22 trường hợp. Còn tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là 12 trường hợp, chưa có triệu chứng là 2 và có triệu chứng là 9, trong đó chuyển nặng là 1. Bệnh viện Đa khoa Ba Tri là 3 trường hợp, chưa có triệu chứng là 1, có triệu chứng là 2, trong đó chuyển nặng là 1. Còn tại bệnh viện Cù Lao Minh là 171 trường hợp, chưa có triệu chứng là 67 và có triệu chứng là 104 trường hợp, trong đó chuyển nặng là 2 trường hợp. Còn trung tâm y tế Châu Thành thì cơ sở Hàm Long thì 93 trường hợp, chưa có triệu chứng là 64 và có triệu chứng là 29. Còn tại bệnh viện Tâm Thần hiện tại là 47 trường hợp và chưa có triệu chứng là 11 và có triệu chứng là 36, trong đó chuyển nặng là 1 trường hợp. Thông tin tiếp theo chính là số ca được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay. Thì Bến Tre sáng hôm nay ngày 4 tháng 8 ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19 mới. Thì trong đó bao gồm là Ba Tri là 9 ca, là ở thị trấn là 7 ca, là ở khu phố 3, khu phố 5, khu phố 6 và An Hội. Tân Xuân là 1 ca ở Tân An, Bảo Thuận 1 ca là ở Thạnh Bình. Trong đó còn Chợ Lách là 5 ca. 5 ca là bao gồm ở Tân Thiền là 2 ca ở Thanh Tân, Long Thới 2 ca ở An Quy và thị trấn 1 ca ở khu phố 1. Và Mỏ Cày Bắc ghi nhận 3 ca, bao gồm ở Thành An là 2 ca ở Đông Trị, Hưng Khánh Trung A là 1 ca ở ấp An Phước, Châu Thành 2 ca là ở An Phước, 1 ca ở ấp 1 và Phú Đức 1 ca ở Phú Xuân. Còn Bình Đại là 1 ca ở Thới Lợi 1, Thới Thuận, Thạnh Phú 1 ca ở ấp Phụ, Tân Phong. 21 ca này đều được ghi nhận trong khu cách ly và đã phong tỏa. Thì tính đến sáng ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận là tổng cộng là 936 ca, trong đó số ca tử vong là 14 ca. Còn số ca ra viện thì đến ngày hôm nay là 220 ca. Thì mình cũng xin kết thúc thông tin nhanh buổi sáng ngày hôm nay tại đây. Thân ái chào tạm biệt các bạn.